Anh Năm hát, anh Năm hát với em đó mà. Để cho bé Mỹ nó hát đi. À, dạ đó. Tại vì Tiên có đứa con, bé bị bệnh đau, nhưng mà bé con của em gái út của Tiên, nhưng mà Cẩm Tiên nuôi từ nhỏ nên là cháu cũng rất thích là văn nghệ, mà mỗi lần có tiệc như vậy thì ưa đòi ra hát. Mỹ ra đây con, mở giùm bài Bậu ơi đi. Dạ. Đơn hữu, của nữ đơn hữu. Dạ con nói cho cô chú biết coi con nhiêu tuổi? 20. 20 hả? Con tuổi gì? Dê. Dê kêu sao? Bé. Con nặng nhiêu ký? 75. 75 ký rồi hả? Giờ con hát với mẹ bài gì? Bậu ơi. Nó lớn lên. Bậu ơi. Bậu ơi. Dạ, dạ mở băng nha, mời mở giùm bài Bậu ơi của Tiên. Dạ. Dạ xin bà con cho tràng bố tay đi. Hát không biết nghe. Cục vàng của Tiên cầm. Đúng nhịp quá vậy. Dạ. Con dạ Phan, dạ, dạ, em chờ, tính hát thì anh chờ em chút xíu. Tôi có đề lời với lại quý vị. Dạ, có lẽ là hôm nay anh em nghệ sĩ đến đây trước là cái chỗ thăm tình với lại Cẩm Tiên, bạn đồng nghiệp, cũng muốn hát một bài để coi như là anh em với nhau. Tôi cũng biết quý vị khách đến đây cũng đam mê cái nghề này, đam mê và những bài giọng cổ. Thôi thì bữa nay quý vị cho anh em chúng tôi phục vụ đi, rồi tôi sẽ mời quý vị hát tiếp.